của Hãy Nghe Tôi Hát sẽ đưa quý vị đến với không gian âm nhạc sang trọng và tình tứ của nam danh ca Thái Châu. Những bản tình ca bất hủ từng được Thái Châu, ông Hoàng có dòng nhạc trữ tình thể hiện, nay sẽ được các nghệ sĩ Hãy Nghe Tôi Hát trình bày lại đầy sáng tạo, mới mẻ và độc đáo. Quý vị sẽ được gặp lại Dương Ngọc Thái, Nhật Kim Anh, Di Dân, Hà Vân, Quách Thành Danh và Ngọc Liên trên một sân khấu lộng lẫy, hoành tráng với những màn biểu diễn được dàn dựng công phu. Hãy Nghe Tôi Hát, nơi những cá tính âm nhạc đặc sắc được thể hiện để tôn vinh những nghệ sĩ lớn. Nãy giờ ba giám khảo này khen em là quá tuyệt vời hết rồi, giờ anh phải bươi móc cái gì để khó ra nha. Hãy Nghe Tôi Hát, nơi những nhạc phẩm bất hủ vang lên đầy mới mẻ mà vẫn luôn ngọt ngào. Xin chào mừng quý vị đến với Hãy Nghe Tôi Hát tập thứ 2, Thái Châu tuyệt phẩm nhạc tình. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lành sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mình vàng rồi mùa giáp buồn cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sáng pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu sáng pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi.
xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc truyền hình thực tế Hãy Nghe Tôi Hát. Thưa quý vị và các bạn, ở chương trình kỳ trước, chúng ta đã được thưởng thức màn tranh tài vô cùng đặc sắc và ấn tượng của các nghệ sĩ qua những ca khúc rất là nổi tiếng với giọng ca của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và ngày hôm nay, chương trình kỳ này sẽ là một màn đua tài hoàn toàn mới. Vừa rồi, với ca khúc Bài Thánh Ca Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ cũng đã mở đầu cho chương trình kỳ này qua phần trình diễn của 6 nghệ sĩ là 6 nhân vật chính của sân chơi Hãy Nghe Tôi Hát. Xin trân trọng cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của các nghệ sĩ ạ. Thưa quý vị, trước khi xem phần trình diễn của các nghệ sĩ trong đêm thi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với người nghệ sĩ nào đã được khán giả bình chọn nhiều nhất trong tuần vừa qua nhé. Xin chúc mừng ca sĩ Chi Dân là thí sinh được khán giả yêu thích nhất tuần với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông thả. Đi về nhà thăm xa sông nơi chốn bưng biển, ăn bông mà điên điển, nhưng mình nhớ đất quê, chồng xa em có bà về. Xin chúc mừng vị khán giả may mắn đã nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Các thí sinh khi tham gia vào chương trình, bên cạnh việc là được thể hiện tài năng của mình, được thể hiện tình yêu của mình dành cho những ca khúc, dành cho những nghệ sĩ, đàn anh, đàn chị đi trước mà mình yêu mến. Bên cạnh đó còn có cơ hội nhận được giải thưởng với tổng trị giá lên đến 730 triệu đồng. Giải thưởng chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2016. Giải nhất 200 triệu đồng. Giải nhì 100 triệu đồng. Giải ba 50 triệu đồng. Giải tư 30 triệu đồng. Giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất 30 triệu đồng. Giải khán giả may mắn trị giá 20 triệu đồng. Thí sinh đạt giải nhất mỗi tuần sẽ nhận được giải thưởng 20 triệu đồng. Thí sinh được khán giả yêu thích nhất mỗi tuần sẽ nhận được 10 triệu đồng. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp HNTH, khoảng cách, mã số thí sinh rồi gửi về tổng đài 8234. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin bình chọn cho các thí sinh mình yêu thích sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng. Thưa quý vị, tổng đài bình chọn sẽ được mở từ bây giờ và sẽ đóng lại vào lúc 23 giờ 59 phút ngày thứ năm tuần này. Kết quả bình chọn thí sinh được yêu thích nhất cũng như khán giả may mắn sẽ được công bố vào thứ hai tuần tới trong số tiếp theo của Hãy Nghe Tôi Hát. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hãy Nghe Tôi Hát do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện, sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên Truyền hình Vĩnh Long 1. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với thành phần không thể thiếu trong đêm thi ngày hôm nay, đó chính là những vị cầm cân nảy mật. Xin được trân trọng giới thiệu Nhãn Trắng Gò Công, danh ca Phương Dung. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ, nhạc sĩ Đức Huy. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa Khôi Nam Em. Nam Em này với vai trò là một vị giám khảo khách mời thì bạn có cảm thấy hồi hộp không? Lời đầu tiên thì Nam Em xin cảm ơn chương trình Hãy Nghe Tôi Hát đã cho Nam Em có cơ hội để được đứng hàng ghế ban giám khảo đại diện cho tất cả các khán giả để mà có thể góp một chút ý kiến đến với các anh chị ca sĩ. Thưa quý vị, ngay trên sân khấu ngày hôm nay đó chính là nhân vật chính, nhân vật chủ đề, ca sĩ Thái Châu. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, Thái Châu có thể nói là một danh ca chuyên trị dòng nhạc tình. Anh đã có rất nhiều bài hát đã đi vào lòng người tất cả các khán giả ở khắp mọi miền đất nước. Vâng, dạ thưa anh, ngày hôm nay khi đến với chương trình và sẽ được lắng nghe các nghệ sĩ của chúng ta là những đồng nghiệp, là những người đàn em đi sau thể hiện lại những ca khúc mà đã gắn bó với tên tuổi của chính bản thân mình, thì anh kỳ vọng điều gì và anh hy vọng là các nghệ sĩ đàn em của chúng ta sẽ thể hiện những ca khúc tình của mình như thế nào ạ? Tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Vâng, tôi rất là xúc động và rất là sung sướng khi được ban tổ chức cũng như quý khán giả đã theo dõi và ủng hộ chương trình. Và tôi rất là xúc động là được các thí sinh chọn những cái bài hát mà tôi được vinh hạnh hát qua trong cái thời gian mà từ ngày tôi mới bắt đầu vào nghề ca hát cho đến hôm nay.
Và không phải là người hát trước hay, nhiều khi các em bây giờ hát, cái cách các em hát có cái mới và cũng có cái hay. Nếu mà chúng tôi còn tiếp tục hát thì cũng học hỏi được gì đó những cái thời đại mới bây giờ. Hy vọng các em là hãy hát hay, hát hết mình để chúng tôi được xem và khán giả được xem các em. Anh Đức Huy hình như là đứng ngồi không yên. Bạn nhìn thế nào ấy chứ? Nãy giờ là chương trình không phải là mới bắt đầu chương trình này, nhưng mà ngay từ cái số đầu là tôi đã lúc nào cũng như là hứng khởi mà dạ, không kiềm chế được. Chương trình trước ông cũng ngồi kế người đẹp, chương trình này tôi lại được ngồi giữa hai người đẹp. Vâng ạ, hy vọng là không khí vui vẻ và thú vị như thế này sẽ theo chúng ta xuyên suốt chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, và ngay sau đây Nguyên Vũ xin được giới thiệu thành phần không thể thiếu trong đêm nay, đó chính là giám khảo trường quay. Xin được giới thiệu 100 vị giám khảo có mặt trong đêm nay. Và 100 vị giám khảo của chúng ta thì sẽ có quyền lực tương đương với một vị giám khảo chính. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không biết là bây giờ quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Tiếng hát Thái Châu là một mẫu mực của phong cách trữ tình sang trọng. Bằng giọng hát tràn đầy tình cảm cùng phong cách lịch lãm, Thái Châu đã thành công suốt gần 50 năm qua ở hải ngoại. Thập niên 80, Thái Châu đã chinh phục khán giả với ca khúc nổi tiếng Phượng Hồng và để lại dấu ấn mới trên một tuyệt phẩm trữ tình là ca khúc Ông Lái Đò. Anh là một trong số hiếm hoi các ca sĩ có thể hát thành công nhiều dòng nhạc, từ nhạc tiền chiến lãng mạn đến nhạc trữ tình bolero, nhạc quê hương và cả những ca khúc thuộc dòng nhạc trẻ sau này. Cho dù hát ở dòng nhạc nào thì phong cách đặc trưng của Thái Châu vẫn là sang trọng, ấm áp và gần gũi. Những ca khúc đã trở thành bất hủ như Cây đàn bỏ quên, Linh hồn tượng đá, Thành phố mưa bay, Thương hoài ngàn năm vẫn sẽ luôn được nhắc đến với người ca sĩ biểu diễn thành công nhất, Thái Châu. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Hãy nghe tôi hát. Thưa quý vị, thí sinh đầu tiên sẽ trình diễn phần dự thi của mình, đó chính là ca sĩ Quách Thành Danh. Luyện tập thôi mà có cần phải nhập tâm như thế không? Một lúc nhiều cô gái vây quanh như vậy, anh chàng ca sĩ lãng tử của chúng ta làm sao có thể tập trung ca hát được đây nhỉ? Kỳ này, qua bài hát Tình đẹp như mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, thì Quách Thành Danh sẽ trình bày như thế nào? Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ đến với bản gốc qua giọng hát Thái Châu. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta? Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta? Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau? Cách xa mặt nhau chỉ làm ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới. Rồi mai đây sang ta soi bóng, ngó quanh lại còn ai? Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vầng thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ.
còn chờ ai để con tim dàn vỡ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Here we go. Tình yêu vội vã chiếm tim ta, chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mong ước về sau? Cách xa mặt nhau chỉ làm ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vượt tới. Rồi mai đây chẳng ta soi bóng ngó quanh lại còn ai. Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim dàn vỡ suốt đêm nay. Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ thêm u hoài. Với bài Tình đẹp như mơ thì nửa phần đầu thì Nguyên Vũ thấy rằng là có Thành Danh đã hát đúng phiên bản gốc, còn nửa phần sau thì bạn đã remix lại trên nền nhạc DJ. Không biết điều này thì giám khảo sẽ nhận xét như thế nào? Cô Phương Dung thấy em với cái tập này em thay đổi cách trình bày. Trong cái bài hát này em đã làm mới lại, cái dàn dựng rất là công phu, rất là đẹp. Nhưng mà riêng cá nhân cô chỉ thấy em được 80% thôi. Cho tôi hỏi tại sao mà chị nhận xét có 80%? Đó cũng là cái câu tôi muốn hỏi. Tự vì Phương Dung thấy là Quách Thành Danh chưa thể hiện hết tất cả những cái gì mà cái tài năng của Danh có. Tôi nghĩ là đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ông ấy bị bắt cóc rồi ông bị trói. Nếu mà bị trói như thế thì ai mà thoải mái mà hát nửa phần đầu cho nó ngon lành được. Ý chị đó, hát như thế nào là hoàn hảo 100%? Với cái khả năng mà thiên phú Quách Thành Danh có cái bài này mà Quách Thành Danh tập nhiều đó thì hát hay hơn nhiều. Quách Thành Danh là em rất là may mắn có một cái vóc dáng rất là đẹp trai. Em hát cái gương mặt của em rất là kịch tính. Nếu em có thời gian em nghe cái bài này nó nhiều lần thì em hát đó, cái cảm xúc từ trái tim em nó ra, nó sẽ thốt ra cái âm vang nó cảm xúc hơn. Như thế này thì cũng hay rồi, cũng dàn dựng rất là hào hứng rồi, rất là đẹp lắm rồi. Vẫn là cái giọng hát trầm rất truyền cảm mà tôi thích. Lúc đấy tôi nói đùa nhưng mà có phần sự thật trong đó là thực sự là chỉ có nửa bài sau bạn mới đốt cái ngọn lửa của bạn lên. Nhưng mà nói tóm gọn đó thì tôi rất thích cái ý niệm về cái không gian đại dương mà một hoàng tử bị bắt cóc. Mà chẳng phải bởi một mà một đàn tiên cá. Thì đấy là ước mơ chung của những người đàn ông tham lam. Xin chúc mừng bạn, bạn đã có một màn diễn rất tốt. Thực sự thì xưa giờ đi hát thì toàn là đứng không à, chưa bao giờ ngồi. Nên có vẻ nó không thoải mái và tự tin lắm để mà trình diễn. Cảm ơn ban giám khảo đã có những lời nhận xét. Đây là những cái kinh nghiệm cho Danh suốt quãng đời còn lại Danh đi hát. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là số điểm của ban giám khảo. Đầu tiên, xin mời giám khảo Phương Dung. 9,5. Số điểm của giám khảo
Đức Huy 8,5. Và số điểm cuối cùng sẽ là số điểm của Nam Em 9,5. Quý vị khán giả trường quay đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sự bình chọn bắt đầu. Số điểm của bạn 7,6 điểm. Cái màn trình diễn của anh có một cái đoạn nhạc remix và ban giám khảo cũng tranh luận rất là nhiều. Thì anh có thể chia sẻ lý do vì sao mà mình quyết định là remix một cái ca khúc rất là quen thuộc như thế này không? Sự ra cũng muốn thể nghiệm một cái gì đó nó mới tí xíu. Cái chuyện Bolero cứ buồn hoài thì muốn trong một cái gì đó TikTok nó mới lạ tí xíu thì cũng thử nghiệm thôi. Vâng ạ, và hy vọng là cái điều mới lạ này sẽ mang lại một cái làn gió thật là mới cũng như là những cái nhìn mới hơn cho một ca khúc đã vốn rất là quen thuộc với khán giả rồi và khán giả cũng sẽ yêu mến cái ca khúc này. Và mã số của ca sĩ Quách Thành Danh là 04. Nếu như quý vị khán giả yêu mến ca sĩ Quách Thành Danh cũng như là thích cái tiết mục mà anh biểu diễn ngày hôm nay thì hãy nhớ là soạn tin nhắn với cú pháp HNTH khoảng cách 04 và gửi về tổng đài 8234 quý vị nhé. Thưa quý vị, có thể nói danh ca Thái Châu là một người chuyên hát dòng nhạc tình khiến cho bao nhiêu trái tim khán giả thổn thức trong suốt thời gian vừa qua. Anh còn trình bày những ca khúc mang âm hưởng dân ca rất là hay, rất là truyền cảm. Ngay sau đây thì sẽ có một cô gái xuất hiện trên sân khấu. Cô Thấm về làng đây sao? Liệu Nhật Kim Anh sẽ thể hiện cô Thấm dịu dàng, duyên dáng trên sân khấu hay nhí nhố đáng yêu như Nhật Kim Anh ngoài đời? Với bài hát mà anh Thái Châu cũng đã trình bày khá là thành công, đó chính là bài hát Cô Thấm về làng. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc bản gốc nhé. Kìa anh như cô Thấm, con mắt năm ở xa mời về. Xinh sao xinh quá, trong ngẩn ngơ đám trai làng ta. Với ngày nào quay dây nhảy tiền, với ngày nào tung tăng khắp biển. Và giờ đây cô Thấm xinh như nào tiên. Mặt hoa ra phấn chân mắt đã tỉnh, ngày cong môi Thấm ngắm quanh mình. Tay dù say chân dài tay, nhìn cô ta thướt liễu một mảnh. Và quang cô ba ai nấy khen tầm, ước mong cô ngon nhà mình. Về hả? Cái kia, trời ơi, cô Thấm về rồi. Trời ơi. Dễ thương quá à, người trời đẹp ơi. Đó. Thấy rồi. Trời ơi, đẹp quá trời quá đất luôn à. Ô, kìa anh như cô Thấm, con bác năm ở xa mời về. Sang người xinh sao xinh quá, trông ngất ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay xe nhây tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây cô Thấm xinh như nàng tiên. Mặt hoa xa phấn, đôi mắt đã tỉnh. Mày cong môi Thấm nhung ngắm quanh mình. Tay dù xoay chân dây tay, nhìn cô ta thước như liễu buông mảnh. Và còn cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhàng mình. Ô kìa ai như cô Thấm, trong dáng hoa gấm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô Thấm không khác chi các cô làng ta. Nón bay thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà ba duyên quê ấy mà. Cùng chị em chân dép cô đi chợ xa. Thì ra cô Thấm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thuở theo thời. Bao người thương bao chàng mê, làng trên xóm dưới nô nức xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có sâu làng nàng. Thank you.
anh như cô thắm, con bác năm ở xa mời về. Sang người xinh sao xinh quá, trông ngất ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào quay dây nhây tiền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây cô thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa xa phấn, đôi mắt đã tình, mày cong môi thắm nhung ngắm quanh mình. Tay xù xoay chân dây tay, nhìn cô ta thước như liễu vuông mảnh. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước mong cô gái ngoan nhàng mình. Ô kìa ai như cô thắm, trông dáng hoa gấm hoa trang đài. Thế mà hôm nay cô thắm không khác chi các cô làng ta. Nón bay thơ nghiêng trong nắng tà, áo bà duyên quê ấy mà. Cùng chị em chân dép cô đi chợ xa. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo thuở theo thời. Bao người thương bao chàng mê, làng trên xóm dưới nô nức xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có sâu làng nàng. Thì ra cô thắm đang mến hơn người, vì cô ăn ở theo bữa theo thời. Bao người thương bao chàng mê, làng trên xóm dưới nô nức xa gần. Bà con cô bác ai nấy khen thầm, ước chi ta có sâu làng nàng. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn dành tặng cho cô thắm Nhật Kim Anh. Cô thắm xinh đẹp như vậy mà rung cái gì chứ. Nguyên Vũ có thể nghĩ rằng là bạn hát bài này rất là hợp, nhưng mà đó là ý kiến của Nguyên Vũ thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của giám khảo. Xin mời danh ca Phương Dung. Cô Phương Dung nhận xét là em hát hay hơn bài trước, hay hơn nhiều. Em hát rất là rõ lời và cái diễn xuất của em trong bài hát này rất là dễ thương. Bài hát này làm cho cô Phương Dung nhớ lại cách đây nhiều chục năm về trước. Anh Thái Châu đã hát với cô Sơn Ca. Và bài hát này là một trong những bài thành danh và đem đến cho anh Thái Châu nhiều tràng vỗ tay trên sân khấu từ Sài Gòn cho đến tất cả mọi miền đất nước. Riêng em, cô nghĩ là em hợp với cái bài này nhiều hơn là lần trước. Hy vọng là trong những cái tập kế tiếp em hát hay hơn nữa. Và một bước chân của em đi rất là xa trên con đường nghệ thuật. Cô biết không, khi mà cô nhận xét thì trên đây Nhật Kim Anh đã rơm rớm nước mắt. Có lẽ là bạn ấy quá vui mừng. Chúc mừng bạn một lần nữa. Còn bây giờ sẽ là lời nhận xét của giám khảo Đức Huy. Một màn trình diễn rất là dễ thương, rất tốt. Khi mà bắt đầu cái đoạn 2, bạn đã cảm thấy thoải mái hơn. Và nó thật là hay sau cái phần giang tấu. Lúc đó thì bạn hoàn toàn tự tin. Và lúc đó là tôi thật sự là tôi cảm thấy như là nửa bài sau thì cái bài hát này nó mới thực sự nó mới trỗi dậy, nó sống. Và nếu mà tôi có thể góp ý hơn đó, với những bài hát Việt Nam mà có cái tiết tấu và có một cái tốc độ nhanh thì cái lời nó thường thường nó đi theo nó cũng phải là rất nhanh, thì nó đòi hỏi mình phải hát rõ chữ hơn nữa, thì chắc chắn là bạn sẽ chiếm trọn cái trái tim của người nghe. Xin chúc mừng bạn. Riêng em thì em lại rất thích chị hát bài này, nhìn chị rất là trẻ trung hồn nhiên và đậm chất là một người con gái miền Tây. Tôi nhớ hồi xưa tôi đâu được đẹp giống vậy vậy trời. cô thắm ngày xưa nó quê lắm. Một cái màn trình diễn một cách dàn dựng rất là vui, nhưng mà có một cái điểm anh nhắc cho Nhật Kim Anh như thế này: cùng chị em chân đất đi chợ xa nó mới ý nghĩa hơn. Tại vì mình về thành phố, mình về mình cùng các chị em trong làng trong xóm đi chợ, mình còn mang dép là nó hơi cách biệt chút xíu. Nó phải chân đất đi chợ xa thì nó mới tô cô thắm này lên thêm nữa. Còn nói chung là cái cách mà em hát với lại dàn dựng cùng các nghệ sĩ minh họa rất là vui, rất là dí dỏm. Thì tôi cũng đồng ý như anh Đức Huy ở cái chỗ mình hát nhạc nhanh, tiết tấu nhanh, mình không cần lời, hát đúng khuôn đúng nhịp thì nó mới nổi lên, cái tiết tấu nó nghe giật.
Nói chung là cái bài hát của em anh rất là thích. Nhật Kim Anh cũng cảm ơn ban giám khảo đã nhận xét Nhật Kim Anh, để Kim Anh cố gắng hơn nữa trong những vòng sau nữa. Còn bây giờ sẽ là số điểm quyết định của ban giám khảo. Xin mời giám khảo Phương Dung. 9. Giám khảo Đức Huy. 9. Số điểm của giám khảo Nam Em 95. Còn bây giờ thời gian dành cho giám khảo Trường Quay bắt đầu. Số điểm là 9,2. Không hiểu sao mà lúc hát trên sân khấu thì không có thấy rung, nhưng mà lúc đi thi thì tự nhiên sao cứ cái tâm lý thì sao cứ lên tâm sân khấu bình thường rung lập cập vậy. Nhưng mà rung vậy á mà thấy Nhật Kim Anh vẫn thể hiện rất là tròn trịa ca khúc vừa rồi, cũng như là mang lại một cảm xúc rất là đầy cho ban giám khảo cũng như là khán giả. Vậy thì phải chúc mừng Nhật Kim Anh rất là nhiều. Hy vọng là quý vị sẽ thương và ủng hộ cho Nhật Kim Anh. Và quý vị hãy nhớ mã số dành cho Nhật Kim Anh là 03 nhé, và hãy soạn tin nhắn với cú pháp HNTH khoảng cách 03 và gửi về tổng đài 8234. Thưa quý vị, một người lần đầu tiên chạm ngõ với âm nhạc trữ tình, những bài hát âm hưởng dân ca, nhưng đã có số điểm khá là cao của quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo dành cho bạn ấy, đó chính là ca sĩ Chi Dân. Nạp năng lượng nào Chi Dân ơi. Cậu bé Chi Dân nhí nhố hay chọc phá mọi người là vậy, nhưng luôn nghiêm túc và hết mình trong những buổi tập. Cố lên nhé cậu bé. Ca sĩ Chi Dân sẽ đến với chúng ta qua bài hát Thành phố mưa bay. Nhưng chúng ta hãy đến với bản gốc qua giọng ca của Thái Châu. Công viên buồn tượng đã cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng xa mặt nắng, câu kinh giáo đường ngày tháng.
những chiều thành phố mưa bay, công viên buồn, tường đá cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng xa mặc năm, công kinh sáu đường ngày tháng chuốt đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng ăn đêm dài, nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ, môi dần mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ. Cuộc tình đó đã mãi xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thấm gầy, hồn còn say mến ai ơn chiều ấy. Bóng dáng em còn đây đã khuất sâu trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi kỷ niệm như còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này. Em đi rồi kỷ niệm yêu còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chăng, còn nhớ chăng tình này. Một tràng vỗ tay nữa thật lớn thưa quý vị. Trong cái phần trình diễn của Chi Dân lần này, cô Phương Dung nhận thấy với cái dàn minh họa rất là đẹp, đẹp vô cùng. Và có những cái bức tranh phía đằng sau nó cũng rất là lạ. Riêng cái bài này Chi Dân trình bày, cô không có một cái lời nào chê hết. Em xém rớt tim ra ngoài, tại vì thấy cô lắc cái đầu tưởng là cô không thấy hay. Cái phần trình diễn của bạn phải nói là rất đẹp. Tại sao đẹp? Tại vì nó rất là giản dị, yeah. Nó rất là thanh thản, nó rất là tự nhiên. Tôi yêu những gì đến tự nhiên. Và bạn hát và bạn diễn tả cái cảm xúc của bài hát như là bạn chơi vậy đó, bạn không cần một chút cố gắng nào cả. Và cái đó làm cái bài hát trở nên chẳng những đẹp mà bây giờ tôi xin nói lại là quá đẹp. Em thật sự bất ngờ, anh hát nhạc dòng nhạc trẻ mà bây giờ anh hát một cái nhạc trữ tình nó hay đến như vậy. Và em xin dành số điểm 10 điểm đó cho anh. Nãy giờ ba giám khảo này khen em là quá tuyệt vời hết rồi, giờ anh phải bươi móc gì để khó ra kìa. Trước hết là anh rất là khen em có giọng hát rất là dày, rất là nam tính. Và giọng hát em nghĩa là phải nói là từ cái giọng, cái những cái nốt thấp trầm lên đến những cái nốt cao độ rất là chuẩn. Cái cột hơi rất là chắc, không có bị vinh, không có bị gì hết. Nhưng mà thêm góp ý như thế này, thì hát cái bài Thành Phố Mưa Bay là mình trải lòng ra, mình hát bằng cái cảm xúc con tim mình hướng về một người con gái. Thì em có thể hát một chút nào đó legato, mình trải ra thì cái cảm xúc nó sẽ dạt dào hơn. Rồi sau đó em hát theo cái gì em suy nghĩ hiện tại, thì anh thấy nó sẽ có hai phần khác biệt mà anh sẽ cảm nhận tốt hơn nữa. Nhưng mà nói chung cái giọng hát và cái cách hát của em đối với bài hát này không có cái gì để nói hết. Em hát nhạc nhạc xưa như vậy là do mẹ em hay ghi âm hát. Và em hát cũng không có ai chỉ bảo hết. Cái này là do em nghe anh Thái Châu xong rồi em tự em hát theo cái gì của em khó thôi. Cho nên là có những gì em sai sót thì mong rằng anh Thái Châu đóng góp ý kiến thật là nhiều để cho em có nhiều kinh nghiệm để em hát.
Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là số điểm của giám khảo. Xin mời giám khảo Phương Dung. Mời! Số điểm của nhạc sĩ, ca sĩ Đức Huy, 95. Còn bây giờ, thời gian dành cho giám khảo trường quay bắt đầu. Số điểm của bạn 8,0. Chúc mừng chị Trân. Đây là điểm 10 đầu tiên của cô Phương Dung dành cho một thí sinh trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát đó. Nó có là áp lực không? Không, cái đó là động lực chứ sao là nhìn nhạc thì mấy cái lần sau thì em sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Và hãy nhớ soạn tin nhắn với cú pháp là HNTH khoảng cách 06 và gửi về tổng đài 8234. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã lắng nghe 3 bài hát qua phần trình diễn của 3 ca sĩ. Những bài hát đã gắn liền với tên tuổi của anh Thái Châu. Là một ca sĩ thì Nguyễn Vũ hiểu rất rõ việc những bài hát gắn liền tên tuổi của mình thì ca sĩ đó phải nỗ lực rất nhiều, sẽ trải qua rất nhiều thăng trầm trong nghề nghiệp cũng như là trong cuộc sống. Nhắc đến đây thì Nguyễn Vũ tin chắc là quý vị cũng đang rất mong muốn lắng nghe giọng hát của danh ca Thái Châu trên sân khấu Hãy Nghe Tôi Hát. Vâng, Thái Châu sẽ đến với chúng ta qua bài hát Tình Chết Theo Mùa Đông. Xin mời! Nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang, lang thang. Trời buồn người càng buồn, trong mây nước thêm bâng khuâng. Nhớ em từng phút mong từng giây em ơi. Biết rằng cuộc tình đời thường gây bao thương đau, càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi. Thà rằng người đừng về cho nuôi tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông năm nào. Người đến tìm tôi một đêm trời bão, dòng nói ngày xưa như hờn oán. Đừng nhắc người ơi, 10 năm rồi còn gì. Anh sợ những ngày biệt ly. Thế rồi tình lại buồn, vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì, hay muôn kiếp khóc cho nhau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Hãy subscribe.
trong tình duyên mai sau. Giờ thì còn lại gì, hay muôn kiếp khóc cho nhau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Giờ thì còn lại gì, hay muôn kiếp khóc cho nhau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Ngay sau đây sẽ là phần xuất hiện của ca sĩ Ngọc Liên. Đuối sức rồi, với đêm thi thái dâu, Ngọc Liên vô cùng áp lực. Cố lên nào Ngọc Liên ơi, hãy thể hiện là một cô gái đầy năng lượng trên sân khấu nhé. Đứng như từ hải luôn. Kể từ ngày được ra đời, bài hát 10 năm tình cũ đã được thu âm rất nhiều trong suốt thời gian 30 năm vừa qua. Và đây cũng là một bài hát mà danh ca Thái Châu đã trình bày rất thành công. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản nhạc gốc do ca sĩ Thái Châu trình bày. Xin mời! Mười năm không gặp tưởng tình đã cuối, mây bay bao năm tưởng mình đã quên, như mưa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mặt người. Như mây như mưa
vào dòng thư cũ vẫn còn trong ta một đời cuồng đi. Một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn đành nhủ lòng thôi giá từ khi yêu cho quên bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi trong em hôm nay thấy tình còn đây. 10 năm cách biệt hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ như anh hôm nay thấy mưa trở về. Anh hôm nay thay lòng tiếc nhớ. 10 năm không gặp, 10 năm nhớ thương. Đây mới là Ngọc Liên. Một tràng vỗ tay nữa thật lớn dành cho Ngọc Liên được không ạ? Xin mời rất nhiều, xin mời rất nhiều. Phải nói là bạn hát rất hay. Nhưng mà nè, đó chỉ là cảm nhận của Nguyên Vũ thôi. Còn bây giờ xin mời lời nhận xét của giám khảo. Trong tuần này em hát bài này quá xuất sắc. Nó khác xa với kỳ trước nhiều lắm. Kỳ trước em hát có 2, thì kỳ này em hát 10. Em diễn tả rất là xuất sắc. Cô không có một cái lời nào để mà chê em hết. Ngọc Liên mang một cái sắc thái, một cái xúc cảm mới đến cho bài hát. Thoạt mới nhìn qua thì có thể là người nghe và người xem cảm thấy nó hơi bị rối với những cái màn minh họa và dây chằng chéo như thế. Và tôi thấy là nhiều khi cái cuộc đời này nó cũng rối như thế. Mình tưởng là thời gian qua 10 năm là xong chuyện rồi. Nhưng mà gặp lại thì mới biết là chưa đâu vào đâu cả. Và cái tâm trạng đó là rất khó mà diễn tả. Và hôm nay thì Ngọc Liên đã làm rất tốt. Tôi xin khen gửi bạn. Giám khảo Nam Em thì sao? Nghe chị hát là em rất là sợ chị ngã trên sân khấu. Ca khúc này chị thể hiện nó mới và nó hay. Vâng, nhất là đoạn cuối cùng. Với cái bài 10 năm tình cũ này, cái bài hát này viết dành cho nam. Nhưng mà nữ thì chỉ có Lệ Thu. Ngày xưa tôi cũng phát hiện bài hát này qua cái phim Xóm Vắng, Tần Hán với lại Lưu Tiết Hoa đóng. Thì tôi nghe cái melody và cái lời bài hát này tôi rất là thích, yêu thích. Và tôi đã thể hiện bài hát này. Thì nữ hiếm có người hát lắm. Nhưng mà hôm nay tôi được chứng kiến vào cái dòng giọng hát của Ngọc Liên. Em hát rất là tình cảm, rất là nội lực. Những cái chỗ cảm xúc dạt dào trong cái bài hát. Có cái hơi tiếc cho một cái là cái diễn tả đó nó bị dữ quá. Không anh mực ơi. Mà hơn nó hay dạ, hơn. Anh ơi. Tôi nghĩ là chúng ta mỗi người nó có những cái cảm nhận khác nhau về cái sự việc, chung một sự việc thôi. Thì có thể là anh Thái Châu thích những cô gái mà sau 10 năm không gặp mà cô ấy nhẹ nhàng. Thế nhưng mà 10 năm mà không gặp mà gặp lại người yêu cũ thì dạ, cái thái độ này cũng có thể bao nhiêu là dồn nén tuôn ra hết phải không anh?
Tôi khoái nhẹ nhàng hơn chị. Chị sao, chị sao, chị cứ thích nhẹ nhàng. Chị hát cái bài 10 năm tình cũ chắc chị cũng giống Ngọc Liên đó. Còn bây giờ sẽ là những số điểm của ban giám khảo. Xin mời giám khảo Hoa Khôi Nam Em. Mời anh Đức Huy Trên. Xin cảm ơn. Và số điểm của danh ca Phương Dung 9,5. Xin cảm ơn. Còn bây giờ sẽ là số điểm của khán giả trường quay dành cho Ngọc Liên. Số điểm dành cho Ngọc Liên 8,0. Và Ngọc Liên là rất là vui vì mình đã thể hiện bài hát này thành công. Nói chung là tổ cũng thương tại vì Liên thì hôm nay là rất là khang tiếng, phải uống thuốc, phải chích thuốc. Và cho nên có lẽ là tại vì mình tập trung, mình sợ mình bị bể cho nên mình chủ động cái giọng của mình. Cho nên là nhiều khi mình bị căng thẳng cái mặt đúng của mình rồi. Cho nên đâm ra là giám khảo có nói là phải thoải mái, thoải mái. Vâng, và hy vọng là quý vị khán giả cũng có thể thông cảm được điều đó, cũng như là đồng cảm với Ngọc Liên qua cái tiết mục vừa rồi. Và nếu như quý vị yêu mến ca sĩ Ngọc Liên cũng như là yêu thích tiết mục ngày hôm nay thì hãy nhớ mã số bình chọn dành cho ca sĩ Ngọc Liên là 02 nhé. Và hãy soạn tin nhắn với cú pháp HNTH khoảng cách 02 và gửi về tổng đài 8234. Thưa quý vị, đối với tập trước thì bài hát Tuổi Phận ca sĩ Dương Ngọc Thái đã vượt qua khá là dễ dàng. Tuy nhiên, đối với bài hát Tình Như Mây Khói, liệu Dương Ngọc Thái có làm tròn được vai diễn của mình trên sân khấu hay không? Chúng ta sẽ chờ đợi nhé. Không ngờ đi em, không thể rồi quên một cuộc tình buồn. Là một thí sinh luôn có những câu chuyện hấp dẫn cho từng tiết mục của mình, liệu những ý tưởng dàn dựng mới của anh trong đêm thi lần này qua ca khúc Tình Như Mây Khói có giúp anh tỏa sáng? Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến với bản gốc Tình Như Mây Khói của ca sĩ Thái Châu. Em khóc đi, em khóc nữa đi em, khóc để rồi quên một cuộc tình buồn. Giờ biết tìm ai để mà dần hơn. Đêm này gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ nguôi. Anh nguyện trọn
tròn một đời làm mây khắp phương trời. Em khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc để rồi mai mỗi người một đường. Tình mãi còn vương dù lệ cạn nguồn, có ai thấu từng đêm trường ôm bóng mà thương. Một chiều buồn chìm trên sân ga, con tàu về lạnh lùng chiều em sang bến vắng. Bao nhiêu yêu thương cũng đi qua rồi, anh mưa đèn tròn một đời làm mây khắp phương trời. Khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc để rồi mai mỗi người một đường. Giờ biết tìm đâu để mà dần hơn, có ai thâu từng đêm trường ôm bóng mà thương. Em khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc nữa đi em. Thưa quý vị, một bài hát có thể nói là rất là da diết, và Nguyên Vũ tin chắc rằng là ban giám khảo cũng có rất nhiều điều muốn nói đối với ca sĩ Dương Ngọc Thái. Cái bài hát này đó, Dương Ngọc Thái, nó có ba cái điểm mà cô Phương Dung rất là đồng ý và rất là tán thưởng em. Đó là cái phần hòa âm rất là xuất sắc, hòa âm rất hay. Em hát, em diễn trong cái tâm trạng của một người đã bị người yêu của mình bỏ. Cô rất là tâm đắc với em. Cả ba cái yếu tố đó em đều làm rất là xuất sắc, hay hơn cái kỳ trước. Bạn khác hẳn tuần trước. Hôm nay có cái yếu tố xuất thần, bạn đã đem lại những cái xúc động mạnh cho cái người nghe, trong đó có tôi. Tôi xin thành thật khen ngợi. Em nhìn thấy là cái sự đau khổ của anh khi mà chia tay với người yêu rất thuyết phục, và em rất thích phần trình diễn của anh. Cảm ơn em. Có một cái góp ý như thế này Thái. Khi mình hát thì trong cái lời bài hát này thì Thái cũng có một vài chữ nó không có đúng. Ví dụ như mình nói giờ biết tìm đâu để mà giận hờn, nó không dính. Giờ biết tìm ai để mà giận hờn, cái người nào đó, cái người nào người yêu của mình đó. Ý của anh là nhắc nhở Thái như thế. Bản thân anh cũng có đôi lúc anh hát sai lời, nhưng mà anh khi mà sau này anh lại không muốn cái chuyện đó xảy ra nữa. Đối với các em là anh tôn trọng các em. Còn cái cảm xúc của Thái thể hiện cái bài hát này anh rất là xuất sắc, rất là hay, cảm xúc dạt dào lắm. Xin được cảm ơn mà giám khảo rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo dành cho Dương Ngọc Thái. Xin mời danh ca Phương Dung. Mời giám khảo Đức Huy. Mời. Dạ, cảm ơn anh. 2 điểm 10. Còn bây giờ sẽ là điểm của nam em đang hồi hộp. Mời.
hết sức thuyết phục. 3 điểm 10. Giám khảo Trường Quay ơi, đây là giây phút các bạn thể hiện quyền lực của mình. Vậy là Nguyên Vũ đã có số điểm của giám khảo Trường Quay, đó chính là 9,5 điểm. Cảm ơn quý vị, cảm ơn. Chúc mừng anh Dương Ngọc Tới. Một tiết mục biểu diễn quá thành công khi mà nhận được số điểm rất rất là cao từ tất cả thành viên ban giám khảo luôn á. Quá hạnh phúc mà không biết nói lùng lẹ lẽ nào. Thật là hết hạnh phúc lắm. Dạ, nè. Em thấy có một cái gì nè. Sao anh chọn toàn những ca khúc mà tôi nói buồn rồi bị bỏ rơi? Những cái bài hát mà nhạc sĩ sáng tác á, những bài hát mà bị bỏ rơi vậy thì mới cảm động, xúc động được mới hát được. Vâng ạ, và những ai yêu mến giọng ca ngọt ngào, trữ tình của anh Dương Ngọc Thái cũng như là yêu mến tiết mục ngày hôm nay của anh ấy thì nhớ hãy soạn tin nhắn với cú pháp là HNTH khoảng cách 05 rồi gửi về tổng đài 8234 quý vị nhé. Thưa quý vị, ngồi kế bên cạnh Nguyên Vũ đó chính là nhà báo Quỳnh Trang, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nghĩ như thế nào về sân chơi? Hãy nghe tôi hát ạ. Tôi cũng may mắn là được ngồi cùng với mọi người ở đây để xem cái chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Thì đối với tôi, cái format chương trình này nó có khá là thú vị. Bởi vì đó là những cái ca sĩ cũng đã thanh danh trên thị trường mà lại hát lại những cái bản của những cái danh ca như anh Thái Châu hay ở đây. Thì lúc nãy khi mà nghe các anh, các bạn ca sĩ trẻ hơn hát á, thì thực sự đó là một cái cách mà để mà những cái bài ca khúc của người của thế hệ đi trước vốn có thể là bị một quãng bị lãng quên, bị hỏng một lớp khán giả, để mà kết nối thì những ca sĩ trẻ này sẽ là những người mà kết nối lại những cái ca khúc đó. Dạ, vâng. Cho khán giả trẻ. Nguyên Vũ xin được cảm ơn nhà báo Quỳnh Trang đã có những chia sẻ đối với lại chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Còn bây giờ, quý vị ơi, vâng, chúng ta sẽ đến với ca sĩ cuối cùng trong đêm nay. Xin được giới thiệu ca sĩ Hà Vân. Một buổi luyện tập rất nghiêm túc với ca khúc Thương Hoài Ngàn Năm trong đêm thi thứ hai này. Tại sao Hà Vân lại có tạo hình đặc biệt như vậy? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé, tò mò quá đi thôi. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với bản gốc bài hát Thương Hoài Ngàn Năm qua giọng ca của danh ca Thái Châu. Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi, tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai. Chẳng quyết rồi có khi đầy ngăn cách rồi cũng sung vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi, tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Chẳng quyết rồi có khi đầy ngàn cách rồi cũng xung vầy, mây bay bay hoài ngàn. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn bên. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm
trọn niềm thương. Tương hoài ôi ngàn năm còn đó, ta mòn mà tình có bon đơn, tình đâu là tình cuối nơi ơi. Suốt đời mình nguyện câu lứa thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay, hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Quý vị, chúng ta vừa xem lại, tái hiện lại câu chuyện tình Trương Chi Mỹ Nương trên sân khấu Hãy Nghe Tôi Hát qua bài hát Thương Hoài Ngàn Năm. Và bây giờ thì xin mời bạn hãy cùng lắng nghe lời nhận xét của giám khảo nhé. Tôi rất thích phần trình diễn của bạn, cái bài này. Giọng hát của bạn rất ngọt ngào, rất truyền cảm, mượt mà. Và có thể là cái biết là đây là cái màn cuối, bạn không còn cái áp lực nữa. Thành ra bạn đã rất thoải mái. Và như tôi nghĩ là khi mà bạn thoải mái thì bạn làm rất hay. Xin căn dạ, xin căn cảm ơn anh rất nhiều. Chào Hà Vân. Dạ, con chào cô. Bữa nay em hát bài hát này hay, rất hay. Nhưng mà có một cái điều là cái phần dàn dựng đó, riêng cái ý kiến của cô Phương Dung là cái anh Trương Chi đó nên mặc cái áo dài Việt Nam mình và cái tóc búi lên và đội cái nón lá. Cô Vương Dung nghĩ là cái phần này hay hơn nhiều. Cảm ơn cô. Anh Trương Chi anh để tóc che cái sẹo anh cũng được vậy. Anh búi lên nhưng mà đội cái nón lá. Trương Chi đời mới. Cái này em nghĩ là chắc cũng không có cái lỗi nhỏ này cũng không nặng nề lắm. Anh tôi hỏi là cái lỗi của anh Trương Chi đó có ảnh hưởng gì đến số điểm không ạ? Chắc là không. Không. Gina Men thấy thì chị Hà Vân diễn rất tình và rất mùi. Sau cái chương trình này em thích cái dòng nhạc này và em yêu cái dòng nhạc này hơn. Xin cảm ơn Nam Em rất nhiều.
Hà Vân chọn bài hát này là đúng gu quá rồi còn gì nữa. Dạ. Đúng cái sở trường rồi. Em hát nghĩa là trọn vẹn cái bài hát rất là tốt. Tình cảm dạt dào rồi nhấn nhá rồi cảm xúc rồi rất là tốt hết. Nói chung là không có cái gì để phê bình hết. Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo. Xin được mời giám khảo Phương Dung. Chính. Số điểm của giám khảo Đức Huy. 9,5. Và giám khảo Nam Em. 9,5. Còn bây giờ sẽ là phần bình chọn của khán giả trường quay. Xin mời. Số điểm của khán giả trường quay dành cho Hà Vân 9,0. Ủa sao mà thấy cái rung vậy? Có lẽ là mọi người cứ nghĩ rằng là tiết mục cuối thì lại đỡ áp lực không nhỉ? Hà Vân thì nghĩ tiết mục cuối thì càng áp lực hơn. Bởi vì là khi mà mình ngồi mình xem từng tiết mục của các anh chị thể hiện thì mình thấy rất là tuyệt vời và có những phân điểm rất là cao và những lời khen cứ cho mình hồi hộp. Vâng, quý vị khán giả nào mà tiếp xúc với Hà Vân bên ngoài thì sẽ biết là đây là một cô ca sĩ mà rất là nhẹ nhàng, dễ thương và đặc biệt là cái cảm xúc rất là nhiều. Cho nên là cũng không tránh khỏi cái sự hồi hộp của mình dù bây giờ đã là đêm thi thứ hai rồi. Và hy vọng là quý vị khán giả yêu mến giọng ca của Hà Vân thì sẽ tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm động lực và giúp cho Hà Vân đỡ áp lực bằng cách là hãy soạn tin nhắn HNTH khoảng cách 01 rồi gửi về tổng đài 8234. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp HNTH khoảng trắng mã số thí sinh và gửi về tổng đài 8234. Quý vị yêu thích thí sinh nào nhất trong đêm nhạc đầy ấn tượng này? Hà Vân mã số 01, Ngọc Liên mã số 02, Nhật Kim Anh mã số 03, Quách Thành Danh mã số 04, Dương Ngọc Thái mã số 05, Chi Dân mã số 06. Thí sinh nào được bình chọn nhiều nhất tuần sẽ nhận giải thưởng 10 triệu đồng. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin bình chọn cho các thí sinh mình yêu thích sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng. Chúc quý vị may mắn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần rất chờ đợi, đó chính là công bố số điểm của các thí sinh, các nghệ sĩ. Với tổng điểm của ban giám khảo đã được công bố trước là 35,1. Ca sĩ Thái Châu cho nghệ sĩ này số điểm là 9,5, tổng điểm là 44,6. Đó là số điểm dành cho ca sĩ Quách Thành Danh. Tiếp theo sẽ là số điểm của ca sĩ Ngọc Liên với tổng số điểm của ban giám khảo là 36,5. Ca sĩ Thái Châu dành tặng cho Ngọc Liên 10 điểm, điểm tổng là 46,5 điểm. Ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh với số điểm tổng của ban giám khảo dành cho cô là 36,7. Ca sĩ Thái Châu dành tặng cho Nhật Kim Anh số điểm là 10 và tổng điểm dành cho Nhật Kim Anh là 46,7. Thưa quý vị, khá là bất ngờ khi có hai ca sĩ, hai nghệ sĩ đã bằng số điểm nhau. Anh Nguyên Vũ ơi, cho em công bố luôn cả ba cái số điểm rồi sau đó chúng ta sẽ công bố là nghệ sĩ nào nhận được số tổng số điểm cao nhất trong đêm thi ngày hôm nay không? Dĩ nhiên rồi. Vâng. Bạn. Và anh Thơ xin được công bố nghệ sĩ đầu tiên với tổng số điểm là 37. Ca sĩ Thái Châu dành tặng cho nghệ sĩ này số điểm là 10, tổng điểm 47. Người tiếp theo đó chính là một ca sĩ nam, tổng số điểm là 37,5. Ca sĩ Thái Châu đã dành tặng cho nghệ sĩ này 9,5 điểm, tổng số điểm là 47. Và cuối cùng có một nghệ sĩ, một ca sĩ nhận được tổng số điểm là 39,5. Ca sĩ Thái Châu dành tặng cho ca sĩ này số điểm là 9,5 và tổng điểm là 49 điểm. Người thắng trong đêm nay có số điểm cao nhất xin được chúc mừng ca sĩ Dương Ngọc Thái. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời
ca sĩ Thái Châu lên sân khấu trao phần thưởng cho ca sĩ Dương Ngọc Thái ạ. Đến đây thì chương trình Hãy Nghe Tôi Hát do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên Truyền hình Vĩnh Long 1 đến đây cũng xin phép được khép lại. Nguyên Vũ và anh Thơ xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đêm thi thứ ba của Hãy Nghe Tôi Hát sẽ đưa quý vị cùng gặp gỡ lại giọng ca nam có ảnh hưởng lớn nhất của dòng nhạc trữ tình trong suốt 30 năm qua, danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Những ca khúc do Ngọc Sơn sáng tác và biểu diễn trong nhiều năm qua nằm trong số những ca khúc được yêu thích bậc nhất của dòng nhạc trữ tình qua giọng hát đặc biệt không thể lẫn vào đâu của Ngọc Sơn. Nhưng hôm nay, các giọng hát của Hãy Nghe Tôi Hát, Dương Ngọc Thái, Nhật Kim Anh, Chi Dân, Hà Vân, Quách Thành Danh, Ngọc Liên sẽ tái hiện lại những bài hát nổi tiếng đó theo những phong cách trình diễn mới lạ và độc đáo. Quý vị sẽ thấy âm nhạc mà Ngọc Sơn mang tới sẽ một lần nữa vang lên, vừa quen thuộc vừa khác lạ. Và từ thớ thịt trong con người cũng đã hát và đã tỏa sáng một cái mùi hương thơm rất đặc biệt. Hãy cùng đến với Hãy Nghe Tôi Hát trong đêm nhạc tràn đầy cảm xúc cùng những tình khúc ngọt ngào của Ngọc Sơn. Hãy Nghe Tôi Hát 21 giờ thứ hai ngày 21 tháng 3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút thứ ba ngày 22 tháng 3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.